chào mừng bạn đến với sách tóm tắt. Hôm nay mình sẽ gửi đến bạn phần tóm tắt của cuốn sách có tựa đề Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh của tác giả Tống Mạc. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh và vào nhóm cộng đồng hội đam mê đọc sách cùng sách tóm tắt để không bỏ lỡ bất kỳ cuốn sách hay nào. Ngoài ra bạn cũng có thể truy cập website để mua sách, ủng hộ sách tóm tắt và tác giả, chắc chắn bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Sai lầm lớn nhất của chúng ta là đem những tật xấu, những cảm xúc tiêu cực trút bỏ lên những người xung quanh, càng là người thân càng dễ gây thương tổn. Cái gì cũng nói toạc ra, cái gì cũng bộc lộ hết không phải là thẳng tính, mà là thiếu bản lĩnh. Suy cho cùng, tất cả những cảm xúc tiêu cực của con người đều là sự phẫn nộ dành cho sự bất lực của bản thân. Nếu bạn đúng, bạn không cần phải nổi giận. Nếu bạn sai, bạn không có tư cách nổi giận. Cuốn sách là tập hợp những bài học, lời tâm sự về nhân sinh, luận về cuộc đời của Đại sư Hoằng Nhất Vị, tài tử buông mọi trần tục để quy y cửa Phật, người được mệnh danh tinh thông kim cổ và cũng có tầm ảnh hưởng lớn trong Phật giáo. Tiếp theo mình và các bạn cùng tóm tắt, tìm hiểu và lắng nghe cuốn sách để có thể thấu hiểu hết nội dung sâu sắc mà tác giả muốn truyền đạt, giúp bạn vững bước thành công trong tương lai. Điềm đạm là cách dưỡng tâm đầu tiên. Điềm đạm là sự điềm tĩnh xuất phát từ nội tâm. Cổ nhân cho rằng, điềm tĩnh dưỡng thần, Phật dịch ô vật ý muốn nói rằng, điềm tĩnh có thể dưỡng tâm, giúp con người không phụ thuộc vào thứ bên ngoài. Điềm tĩnh nói đến một thái độ sống lùi, vạn sự thuận tự nhiên. Ngoài việc giữ được tinh thần như vậy, chắc chắn có thể làm tốt việc dưỡng tâm. Hiện giờ, ngày càng có nhiều người theo đuổi việc dưỡng sinh. Dưỡng sinh gồm có dưỡng tâm, dưỡng tính và dưỡng thân. Nhưng rất nhiều người chỉ quan tâm đến việc dưỡng thân. Họ cho rằng chỉ chăm sóc cơ thể cho thật đẹp đẽ, khỏe mạnh thì có thể hưởng thụ cuộc sống lâu dài. Cho nên số người có thể kiên trì hàng ngày tập luyện thể thao, ăn uống lành mạnh thì nhiều. Nhưng số người có thể kiên trì dưỡng tâm hàng ngày lại rất ít. Có một bà mẹ cực kỳ chú trọng việc dưỡng sinh. Gặp ai cô ấy cũng thao thao bất tuyệt về đạo lý dưỡng sinh, về việc mỗi ngày phải ăn cái gì, ăn bao nhiêu, ăn như thế nào, vận động bao lâu. Cô ấy nói hết lần này đến lần khác, chỉ có làm như vậy mới không bị bệnh. Nhưng mỗi lần nghe những điều này, tôi đều thấy rất lạ. Một người ngày nào cũng bận rộn, chuẩn bị đồ ăn lành mạnh cho bản thân từ sáng đến tối, sợ mình ăn phải đồ ăn không tốt, sẽ sinh bệnh, không thể sống thọ. Ngày nào cũng lo lắng như vậy, liệu có vui vẻ được không? Nếu như chúng ta dưỡng sinh mà không bắt đầu từ việc dưỡng tâm, dưỡng tính, trong lòng sẽ có rất nhiều phiền não, có nhiều ham muốn. Như vậy hạnh phúc mà chúng ta được hưởng chỉ dừng ở mức ăn ngon, mặc đẹp và cơ thể khỏe mạnh, đó không phải là cuộc sống thăng hoa chân chính. Đại sư Hoằng Nhất cho rằng, điềm đạm là điềm đầu tiên của việc dưỡng tâm. Điềm đạm mà Ngài nói tới suy cho cùng là cần con người phải tĩnh tâm. Thế gian này bao chuyện phiền não, dễ ảnh hưởng đến tâm lý của một người. Cho nên nhiều người cho rằng tâm mình không tĩnh là vì đang bị quá nhiều chuyện quấy nhiễu. Thật ra, ta bị quấy rầy không phải vì những chuyện phiền nhiễu trên đời, mà vì tâm không tĩnh. Khi chúng ta có thể tách khỏi tất cả sự vật bên ngoài, cho dù ở trong hoàn cảnh nào ta cũng có thể hưởng thụ cuộc sống an nhàn thật sự. Khi một người mỗi ngày kiếm được 10 đồng, chỉ đủ để ăn no, anh ta cảm thấy rất thoải mái, nhưng lại mơ mỗi ngày kiếm được 100 đồng. Khi kiếm được 100 đồng mỗi ngày, anh ta lại cảm thấy mệt hơn lúc trước rất nhiều và cũng không thấy hài lòng lắm. Bởi vì, có người mỗi ngày kiếm được 1.000 đồng, vào rồi anh ta làm việc chăm chỉ hơn, cuối cùng cũng có thể kiếm được 1.000 đồng mỗi ngày. Anh ta bắt đầu mua xe, mua nhà, sống cuộc sống tốt đẹp mà anh ta từng ao ước. Nhưng anh ta lại bắt đầu hướng về cuộc sống mỗi ngày kiếm được 10.000 đồng. Chúng ta luôn rơi vào một vòng tròn kỳ lạ như vậy. Chúng ta luôn cho rằng khi đạt được điều gì đó mình mong đợi đã lâu, trong lòng sẽ cảm thấy yên tâm, hài lòng, từ đó có thể hạnh phúc. Nhưng sau khi đạt được điều mình muốn, ta lại có cảm giác cũng chỉ thế mà thôi, những ham muốn lớn hơn nối tiếp nhau, mục tiêu ngày càng cao và chúng ta càng ngày càng mệt hơn. Do đó,
Một người sau khi có biệt thự, xe hơi, anh ta càng không hạnh phúc, bởi anh ta lo sợ một ngày nào đó sẽ mất đi cuộc sống như vậy. Do đó đành phải dốc sức làm việc nhiều hơn, ép bản thân phải kiếm được 100.000 đồng mỗi ngày. Nếu chỉ kiếm được 80.000 đồng thì thở dài, ngao ngán. Ngày nào cũng sống trong nỗi sợ hãi, mất đi danh lợi, gánh áp lực khủng khiếp, làm sao mà không sinh bệnh cho được, phải không? Dĩ nhiên, không phải con người không thể sống như vậy. Danh lợi vốn là sự theo đuổi lớn nhất cuộc đời đối với một người bình thường. Nhưng ý ở đây muốn nói, nếu như cuộc sống như vậy làm cho chúng ta cảm thấy thêm áp lực, thêm phiền muộn, không hề có cảm giác hạnh phúc, thì bạn hoàn toàn có thể suy nghĩ theo hướng khác, không nhất thiết phải từ bỏ những thứ như biệt thự, xe hơi, chỉ cần từ bỏ cố chấp, gắn bó với những thứ mình đang có, dù kiếm được 1 triệu đồng mỗi ngày, cũng không ngạo mạn, mà mỗi ngày kiếm được 10 đồng, cũng không chán chường, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, không cần gượng ép bản thân, như vậy bạn có thể cảm nhận được sự hạnh phúc ngay lập tức. Người có nội tâm điềm đạm là người ngay cả khi mặc một chiếc áo vải, ăn một bữa cơm đạm bạc, vẫn có thể an nhàn thoải mái, không có chút cảm giác khó chịu hay không vui nào. Cho dù đối mặt với phiền não và sinh tử, họ cũng có thể thản nhiên đối diện, trong lòng không một chút gợn sóng đau khổ, không cần ăn ngon, không cần mặc đẹp, vẫn cảm thấy yên bình và hạnh phúc. Vì không yêu cầu quá nhiều, không tham vọng quá mức, nên mới có thể sống mạnh mẽ. Quả dục là ít ham muốn giống như tịnh tâm. Trong Phật giáo có nói đến nhưng mức độ thì khác nhau. Tịnh tâm có ý nghĩa siêu phàm, thoát tục, người phàm khó mà làm được, quả dục thì lại có thể làm được. Tâm không tĩnh thường là vì có quá nhiều ham muốn. Con người có ham muốn là chuyện bình thường, cuộc sống mà không có mục tiêu để theo đuổi thì thật là buồn chán, tẻ nhạt. Ai cũng có thể theo đuổi những ham muốn bình thường bằng những cách thức đường hoàng, từ đó tăng chất lượng cuộc sống của chính mình. Nhưng không hài lòng lại là bản tính của con người. Chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ rằng bản thân ham muốn quá nhiều. Ở thời đại của Đại sư Hoàng Nhất, đại đa số mọi người đều ăn cơm canh, đạm bạc, được ăn no đã là phước lắm rồi. Nếu ở thời đó mà mơ mộng ngày ngày được ăn thịt, thì đúng là ham muốn xa xỉ. Có quần áo mặc để không bị lạnh đã là có phúc rồi. Nếu như được mặc một bộ quần áo lành lặn không bị chắp vá thì đúng là sung túc. Nếu như ngày nào cũng mơ tưởng đến việc mặc nhung gấm lụa là, thì đó là vượt lên trên ham muốn bình thường của con người. Nếu lúc này không cố gắng kiềm chế, ta sẽ rơi vào sự đau khổ vì ham muốn không được đáp ứng. Còn nếu như vì tiền mà làm những việc không tốt, thì ta sẽ khiến cuộc sống của mình rơi vào hố sâu tội ác. Nhưng ngày nay, việc chúng ta mong muốn bản thân được ăn ngon, mặc đẹp mỗi ngày không còn là chuyện xa xỉ. Thế nên ít ham muốn không thể xác định dựa vào những tiêu chuẩn của quá khứ. Vậy đối với con người hiện tại, rốt cuộc thế nào được gọi là ham muốn và đến mức nào là thích hợp? Thật ra chỉ cần đáp ứng những ham muốn này nhờ việc lao động chân chính thì đó đều là chuyện bình thường. Quan trọng hơn để thấy được ham muốn trong lòng mỗi người là nhiều hay ít, ta có thể quan sát người đó khi họ không đáp ứng được ham muốn của bản thân, liệu họ sẽ bình thản, an nhiên, không thoải mái oán trách và đau khổ. Ví dụ, hai người có điều kiện sinh hoạt tương đương nhau, đi du lịch ở vùng núi nghèo khổ, trong tình trạng thiếu thốn vật chất nghiêm trọng, điều kiện tự nhiên vô cùng khắc nghiệt mà A vẫn có thể sống vui vẻ, ăn thức ăn mà người khác không ăn nổi, còn B lại cảm thấy thật sự đau khổ, ngày nào cũng than vãn, dường như thấy mình đang sống trong địa ngục. Trong cuộc sống thường ngày tuy hai người tiêu xài như nhau, nhưng B vẫn sống không vui vẻ gì, bởi vì anh ta có quá nhiều ham muốn. Do đó, hầu hết những người ít ham muốn đều không màng đến danh lợi, họ chú trọng tới việc tu dưỡng tâm tính và không mệt mỏi vì những sự vật bên ngoài. Tiếc thay, thời nay chúng ta đều bận rộn vì có quá nhiều ham muốn. Sau khi chúng ta đáp ứng được một ham muốn, thì ngay lập tức một ham muốn mới lại xuất hiện, không bao giờ có kết thúc. Do đó chúng ta chẳng bao giờ được nhàn rỗi, khó mà dành được chút thời gian để tu tâm, dưỡng tính. Sử dụng một thói quen lành mạnh, thay thế cho các ham muốn quá đà,
đúng là một biện pháp tốt. Giống như nhiều người cao tuổi, sau khi nghỉ hưu, thấy không quen với việc bỗng nhiên trở nên nhàn rỗi, nên một số người bắt đầu học thư pháp, hội họa, ca hát. Con người sống phong phú, tinh thần sẽ trở nên sung túc, mọi phiền não trong đầu đều được quét sạch. Bỏ tính nóng nảy, cuộc đời mới có thể tĩnh lặng như nước. Làm việc vội vàng cho xong trong một thời gian ngắn mà không thấy hiệu quả thì dễ đứt gánh giữa đường bỏ mặc đó. Đây chính là biểu hiện của sự nóng vội. Có điều là nóng vội là bệnh thường gặp ở rất nhiều người trẻ tuổi. Biểu hiện cụ thể là làm việc không tập trung, làm nhiều nhưng không đào sâu nghiên cứu, đứng núi này trông núi nọ, hấp tấp, vội vàng, chỉ vì cái lợi trước mắt. Gặp một chút bất lợi là dễ dàng từ bỏ hoặc rút ruột bất an, trách trời trách người. Con người một khi đã nóng vội thì cả ngày sẽ đều ở trong trạng thái bận rộn, buồn bực, lâu dần dễ dẫn đến tính khí nóng nảy, căng thẳng thần kinh. Nóng vội còn khiến cho chúng ta thiếu đi cảm giác hạnh phúc, thiếu đi niềm vui, quá tính toán thiệt hơn. Nếu không thể khắc phục chúng thật hiệu quả thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và thành tựu công việc. Trên đời, có rất nhiều người thông minh nhưng lại vội vàng. Người vội vàng trong thời gian ngắn có lẽ có thể đạt được một chút thành tích, nhưng rất khó làm nên nghiệp lớn. Tôi nghe một người đàn ông bận rộn cả nửa đời người nói về nỗi buồn khổ của mình. Nhìn người khác có nhà, có xe, có tiền, tôi vất vả nửa đời người mà chẳng có gì hết. Tôi bây giờ tuổi tác đã cao, lại không có kỹ thuật, cả đời cứ thế đi tong. Tại sao sống qua nửa đời người mà lại đến tay nghề cũng không học được? Chúng ta có thể không xuất sắc, cuộc sống có thể thanh đạm, nhưng một người bình thường mà ngay đến tay nghề cũng không học được là lỗi của ai? Thử hỏi bao nhiêu thanh thiếu niên vội vàng còn chưa học tay nghề cho vững đã nghĩ đến bước phát tài rồi. Một nghiên cứu sinh đọc sách nhiều năm than vãn thu nhập của mình không bằng nông dân. Người như vậy cho dù học đến tiến sĩ cũng không có thành tựu lớn, bởi vì anh ta quá nóng vội, không hỏi bản thân làm được việc gì, muốn đạt được thành tựu gì, chỉ tính toán thu nhập của bản thân thôi. Chuyện này giống như làm việc, làm được 80% đến 90% đã không kiềm chế được mà vội vàng xem kết quả. Thật ra chỉ cần kiên nhẫn làm đến cùng thì không bao lâu sẽ hoàn thành những phần chưa trọn vẹn, thành công dễ như trở bàn tay. Từ xưa đến nay, người làm lên việc lớn chân chính đề là người yên dạ, yên lòng. Trong học tập và làm việc càng gặp gian lan, càng cần kiên nhẫn, giống như dòng nước vậy, gặp lại vật cản thì chảy vòng qua không được thì tích trữ lượng nước, nước đầy rồi sẽ qua, khi năng lực có hạn, thì như khe suối nhỏ róc rác không ngừng, khi năng lực lớn mạnh, thì sẽ chảy thành sông. Chỉ khi từ bỏ tâm thái nóng nảy, cuộc sống mới điềm đạm như nước, lòng tĩnh lặng mới có thể nhìn thấu gốc rễ của sự việc. Con người không cần phải ăn thật no, đôi khi không có thứ gì bỏ bụng, chẳng những không gây bất cứ tổn thương nào, ngược lại còn có ích cho việc tự điều tiết của cơ thể. Ngược lại, nếu như cơ thể chưa chuẩn bị tốt cho việc tiếp nhận thức ăn mà vẫn gượng ép, thì không chỉ không hấp thụ được, mà ngược lại còn phản tác dụng. Hệ tiêu hóa của con người luôn chịu ảnh hưởng từ cảm xúc. Khi con người mệt mỏi hay tâm trạng không tốt, cơ thể sinh bệnh, việc bài tiết sẽ trở nên thất thường. Nếu lúc này có đồ ăn đi vào đường tiêu hóa, chúng có khả năng sẽ ngưng tại ruột và dạ dày, trở thành vật chất có độc. Cho nên lúc cơ thể không được khỏe, tâm trạng không được tốt, chúng ta luôn cảm thấy rất khó chịu khi ăn. Thực chất, ý nghĩa thật sự của việc tuyệt thực theo Phật giáo là để luyện tập linh tính, bởi vì tuyệt thực cơ thể sẽ tiết kiệm được một lượng năng lượng đáng kể, vốn dùng để tiêu hóa đồ ăn, bộ não sẽ càng tỉnh táo hơn lúc bình thường. Tuyệt thực là một cách để thanh tịnh cơ thể và ham muốn, tâm thanh tịnh rồi con người mới có thể nhìn thấy bản chất vốn có của mình, mới có thể sinh hoạt theo kiểu cách của mình. Biết đủ thường hài lòng, biết dừng thì dừng được. Biết đủ là người ta có bao nhiêu, bạn tuy không hài lòng nhưng vẫn chấp nhận được. Biết dừng là khi đến một mức độ nào đó, biết xua tay nói, tôi không cần nữa. Biết đủ là do người, biết dừng là do mình. Biết đủ là không tham, biết dừng là không tùy tiện.
Người đời luôn nghĩ mọi cách để thỏa mãn ham muốn về vật chất của bản thân, vĩnh viễn không thể đủ, vĩnh viễn không ngừng lại. Nhưng trong quá trình đó, mọi người phải chịu đựng sự mệt mỏi hàng ngày khi bị trói buộc bởi quá nhiều ham muốn tiền tài của cải, cũng như sự đau khổ khi không có được và lúc mất đi. Trên đầu chúng ta có bao nhiêu sợi tóc đã dần bị nhuộm bạc vì những thứ không cần thiết, còn những người tìm kiếm sự sung túc về mặt tinh thần thì thường có nhiều niềm vui giản dị. Điều đó làm cho họ có vẻ tự tại, ung dung, cả cơ thể lẫn tâm hồn đều thư thái. Cổ nhân nói, cầu danh lợi quá đà sẽ có lúc phải lừa gạt người đời, theo đuổi lợi ích quá đà sẽ có lúc bất chấp mà làm chuyện xấu xa. Chuyện gì quá cũng hóa dở, ham muốn mãnh liệt sẽ hủy hoại con người. Cho dù bạn không có quá nhiều tham vọng, nhưng nếu suốt ngày đau khổ vì ham muốn không được đáp ứng, thì trạng thái này sẽ hại tới thể xác và tinh thần của bạn. Vậy tốt nhất chính là tự biết đủ mà vui vẻ. Biết đủ không phải dừng theo đuổi, dừng khát khao, ngừng tiến về phía trước, mà là đừng đau khổ vì ham muốn nhất thời không được đáp ứng. Điều đó sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc và sức khỏe của bản thân. Ham muốn của con người không bao giờ có điểm dừng. Phật Đà có nói, cho dù ông trời có cho một cơn mưa tiền bạc, châu báu, thì những người tham lam vẫn sẽ cảm thấy không đủ, không biết đủ, chính là căn nguyên làm cho chúng ta cảm thấy không vui vẻ. Được mắc do số, lòng không thay đổi, người biết đủ, biết buông bỏ, thì cuộc sống không hoàn hảo, không đạt được mục tiêu trọn vẹn, vẫn cảm thấy cuộc sống này tốt đẹp. 10 phần phúc khí, chỉ hưởng 3 phần, đồ tốt không thể dùng thường xuyên, đây cũng là một biểu hiện của việc trân trọng phúc khí. Nếu như chúng ta thường xuyên hưởng thụ đồ tốt, thì lâu dần sẽ thành thói quen, một khi không có thì sẽ cảm thấy không thoải mái, không tự tại. Chúng ta thường than vãn bản thân có quá ít, nhưng lại lơ là với những gì đang có, đến khi mất đi mới hối hận, vì đã không trân trọng nó, mới biết trước đây mình sống trong phúc, mà không biết hưởng phúc. Thật ra nếu một người sống đủ đầy đến mức tiêu tiền như nước, thì đó cũng chính là lúc người đó sắp dùng hết phúc khí. Chỉ tới khi hết phúc khí, chúng ta mới biết được trước đây mình đã giàu có thế nào. Đáng tiếc thay, khi giàu có chúng ta lại chưa từng hưởng thụ một ngày vui vẻ. Dẫu cuộc sống không quá đủ đầy, nhưng chỉ cần chú tâm thu xếp, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được hạnh phúc của riêng mình. Đến một bát cơm trắng còn có mùi thơm của nó cơ mà. Thế nhưng nhiều người mãi đến khi bụng đói cồn cào mới biết được hương vị của một bát cơm trắng. Hãy sống cuộc sống bình thường, ngày 3 bữa cơm, và cảm thấy thỏa mãn với nó. Thậm chí có thể bớt dùng mấy phần phúc khí, gom góp giữ lại để sau này dùng dần, chứ không dùng hết một lần. Chúng ta luôn quen nhìn lên trên và so sánh mình với những người sống tốt hơn, vậy nên bất kể bản thân có bao nhiêu cũng không thể khiến mình hạnh phúc. Nếu như chúng ta có thể nhìn xuống dưới, nhìn những người có ít hơn mình, thì bạn sẽ biết bản thân hạnh phúc tới nhường nào. Nhìn nhận cuộc sống như vậy, thì cho dù ở trong cảnh nguy khốn ta sẽ cảm thấy hạnh phúc, bởi vì có được sinh mệnh này chính là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống. Cuộc sống có an nhàn hay không phụ thuộc vào việc đời sống vật chất có xa hoa hay không, mà phụ thuộc vào tấm lòng chúng ta có thanh thản, yên vui hay không. Nếu có thể sống như Đại sư Hoàng Nhất, quý trọng những gì mình có, không màng danh lợi cao xa, lúc nào cũng biết thỏa mãn và trân trọng phúc khí, vậy thì hạnh phúc sẽ luôn ở bên chúng ta. Nhẫn nhịn là một loại tu hành trong cuộc sống. Nhẫn nhịn không phải nhu nhược, dễ bị ức hiếp, hoàn toàn trái ngược. Đó là phản ứng tự nhiên của những người có tinh thần mạnh mẽ. Người biết nhẫn nhịn luôn có chỗ đứng bất bại trong các cuộc cạnh tranh xã hội. Một người thiếu đi sự nhẫn nhịn rất dễ bị đè nén, còn một người có sức chịu đựng lớn thì dù trong giông bão cũng không sợ hãi, trở thành người thắng cuộc cuối cùng. Đời người luôn là vì không thể nhẫn nhịn, nên dù một câu nói, dù một chuyện nhỏ cũng có thể dẫn đến tranh chấp làm cho mọi người đều không vui vẻ. Thế mới nói nhẫn nhịn là một loại tu hành thâm sâu, cần bỏ chút công sức mới được. Đại sư Hoàng Nhất từng nói, ở nơi phồn hoa, gặp người ngu đần, gặp lúc bế tắc, gặp chuyện phức tạp, đây là những tình huống con người ta dễ tức giận,
Nóng nảy hấp tấp không những không có lợi mà còn dễ khiến người ta oán trách, bản thân thì hỏng việc, đó là việc ngu ngốc nhất, nhẫn nhịn cho qua thì sẽ có lợi vô cùng. Khoan dung với người khác là tốt với chính mình, khoan dung với một người còn khó hơn là yêu thương người đó. Điều này đòi hỏi một sự dũng cảm cực lớn, nhưng phải có lòng khoan dung thì tâm hồn ta mới được giải thoát. Vì vậy, nếu có người từng lừa gạt tình cảm của bạn, làm tổn thương đến người thân hoặc bạn bè của bạn, thì cũng đừng căm thù người đó suốt đời, hãy thử quên đi những đau khổ, tha thứ cho kẻ thù của bạn, thứ đã mất thì sẽ mãi mãi mất đi, dù có oán hận đối phương thế nào, cũng không thể làm cho mọi thứ quay trở lại điểm ban đầu. Ôm mối hận mà sống, thì chỉ giày vò chính tâm hồn của bạn mà thôi, muốn hạnh phúc, muốn vui vẻ, thì phải buông bỏ thù hận, giải phóng thù hận mới có thể giải phóng nỗi đau khổ trong tâm hồn, mới có thể đối diện với cuộc sống bằng khuôn mặt rạng rỡ nụ cười, không oán trách, không giận dữ, thì trái tim là mảnh đất trong sạch. Giận dữ là gì? Giận dữ bao gồm tất cả các cảm xúc tiêu cực ở mọi mức độ như buồn phiền, cáu kỉnh, bài xích, phản cảm, ghét bỏ, căm hờn, keo kiệt, đố kỵ, hồi tiếp, sầu não, khổ đau, ác ý, hận thù, oán hận, tức tối, hủy diệt. Người anh em của phẫn nộ là bài xích, phản kích hung ác tàn bạo. Đại sư Hoàng Nhất cho rằng, ý nghĩ giận dữ có thể dẫn đến vô số nghiệp chướng của con người. Một khi có ý nghĩ tức giận thì sẽ mất đi lý trí, mất đi khả năng phán đoán chính xác. Do đó đại sư cho rằng, không được giận dữ, một khi giận dữ trở thành thói quen thì rất khó từ bỏ, vậy nên chúng ta phải luôn cảnh giác, không được để ý nghĩ giận dữ phá hoại cảm xúc và tâm trí của bản thân. Mỗi ngày chúng ta có thể sinh ra rất nhiều ý nghĩ tức giận, thậm chí lúc nào cũng phải đề phòng sự sản sinh của chúng. Cho dù ý nghĩ tức giận của bạn có lý do chính đáng hay không, cũng đều không được. Ví dụ, một người ưa sạch sẽ, nhìn thấy người khác làm căn phòng trở nên bừa bộn, thì sẽ trách cứ, đây chính là ý nghĩ tức giận. Ý nghĩ tức giận khiến cho tâm tính của chúng ta không hòa nhã, tổn thương cơ thể và thần kinh, không có lợi ích gì cho ta cả. Vậy nên một khi đã có suy nghĩ tức giận, chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách tiêu diệt nó, bởi vì tức giận nên khi nói chuyện với mọi người, chúng ta không đủ bình tĩnh, không đủ khoan dung, thậm chí chỉ về một chuyện nhỏ nhặt mà đưa ra quyết định sai lầm, chuyện nhỏ thành to. Dĩ nhiên, những hậu quả do tức giận gây ra thì không hề nhẹ, vì vậy, khi đang tức giận thì đừng đưa ra bất cứ quyết định nào. Khống chế cảm xúc phẫn nộ của bản thân, đúng, là một chuyện không dễ dàng. Muốn làm được điều đó ta có thể tham khảo vài cách cơ bản sau. Hãy phân tích xem hành động của bạn liệu có dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hay không. Khi đang tức giận, hãy học cách chuyển sự tức giận của mình đi bằng cách đếm số hoặc ra hiệu ngầm cho bản thân bình tĩnh lại. Đây đều là cách hay. Dĩ nhiên, tốt nhất là nên giữ tâm trạng tốt, đừng để bản thân dễ dàng tức giận. Khi đang tức giận, đừng nên giải tỏa bằng cách hành động mạnh như giậm chân, ném đồ, hét lên và siết chặt nắm đấm, bởi cơn giận có thể sẽ khiến nắm đấm của bạn vô thức tung ra. Khi tâm trạng kích động có thể bình tĩnh ngồi xuống, hạ giọng, cảm xúc sẽ dần ổn định, sự tức giận đến rất nhanh rồi đi cũng rất nhanh. Do đó, khi tức giận nhất định phải học cách kiềm chế. Khi bạn phát hiện không thể khống chế cơn giận của mình, đừng ngần ngại rời khỏi nơi khiến bạn tức giận hoặc đi làm chuyện khác để chuyển sự chú ý của bản thân. Đặc biệt là khi chưa làm rõ sự tình, đừng tùy tiện tức giận. Dù tức giận thế nào cũng đừng làm bất cứ chuyện gì không thể cứu vãn. Trút bỏ gánh nặng cho nhẹ lòng, xử thế với trái tim không bằng danh lợi thì mới thật sự buông bỏ được. Kỳ thực nói cho cùng, hạnh phúc và đau khổ trong cuộc sống không có gì ngoài quần áo, thức ăn, chỗ ở và danh lợi, bởi vì quá nhiều ham muốn làm khổ chính mình, nên dù chúng ta luôn muốn tìm một lối thoát, nhưng vẫn liên tục bị lạc đường. Sự hưng phấn khi thỏa mãn được một vài ham muốn cũng chỉ là nhất thời, và sau vài tiếng cười đó, chỉ có bản thân tự nếm trải nỗi đau. Khi bạn từ bỏ sự hào nhoáng, bỏ gánh nặng ham muốn và thoải mái lên đường, bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc,
và tự do trước nay chưa từng có. Đây là một cuộc sống đơn giản và mộc mạc, mọi người đều nên tận hưởng nó, dù chỉ là một tờ giấy, nhưng nếu phải cầm trong thời gian dài, mọi người cũng không thể làm được, đúng không? Nếu con người không học cách buông bỏ, thì một mảnh giấy cũng sẽ gây áp lực cho bạn, huống chi là những áp lực, những khó khăn, những điều không như ý trong cuộc sống. Cuộc sống như một cuộc hành trình, mỗi người đều muốn hành trình của mình được hạnh phúc và thư thái. Cách duy nhất để đạt được điều này là buông bỏ những gánh nặng dư thừa. Vậy, gánh nặng dư thừa là gì? Một số người sẵn sàng ném bỏ trách nhiệm và đạo đức của họ để thoải mái lên hơn, đó là một lựa chọn sai lầm. Chỉ những nỗi đau và nỗi buồn không liên quan đến hiện tại, những thứ mà chúng ta không bao giờ sử dụng hoặc dư thừa mới là gánh nặng, và những thứ như trách nhiệm, nhân tính và chính nghĩa của con người, dù chúng nặng ngàn cân cũng không bao giờ được bỏ xuống được. Ngoài những thứ này, trong cuộc sống không có điều gì quan trọng hơn nữa, ngay cả khi bạn không có gì vào lúc này, nó cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Có lẽ buông bỏ sẽ có tiếc nuối, có đau buồn, nhưng nó sẽ giúp chúng ta sống điềm tĩnh và an nhiên hơn. Rất nhiều người giống như Phúc Thần, việc gì cũng thích ôm vào người. Người khác có lỡ nói xấu một câu là ánh mắt kém thân thiện, họ cũng để bụng động cái là trách móc. Thật khổ những người như vậy, liệu họ có sống hạnh phúc không? Người ta thường nói, nâng lên được, đặt xuống được gọi là cử tạ, còn nâng lên được mà không đặt xuống được thì gọi là gánh nặng. Rõ ràng không vui tại sao chưa chịu buông bỏ, vì bản chất của lòng tham, vì sợ rằng buông bỏ bạn sẽ không còn gì nữa, vì bạn đã bỏ quá nhiều công sức cho nó. Nhưng bất kể là vì lý do gì, nếu đã nhận ra rằng mình không phù hợp để gánh theo những thứ này, thậm chí cơ thể cũng cảnh báo bạn mà bạn vẫn không buông tay, thì lúc đó đã quá muộn rồi. Có người sẽ nói, tại sao tôi phải buông tay? Tôi đã nỗ lực rất nhiều để chiến đấu vì tình cảm này, đã đổ biết bao mồ hôi, công sức để kiếm được đồng tiền này, tất cả mọi thứ đều dễ gì có được. Nhưng bạn hãy nhớ rằng, nếu chúng khiến bạn cảm thấy kiệt sức và khó thở, liệu những thứ khó khăn lắm mới có được này còn đem lại hạnh phúc cho bạn nữa hay không? Tại sao bạn không đặt nó xuống, giống như một đống thức ăn bị mốc, dù đó là trái đào bạn hái từ trên trời xuống, thì bạn vẫn phải ném chúng vào thùng rác mà. Cho dù nó có tốt hơn nữa, nhưng nếu khiến bạn ngột thở thì cũng chỉ là một đống rác mà thôi. Buông bỏ đi, buông bỏ vinh quang, đau khổ, thành công của ngày hôm qua, để đón nhận một niềm vui, niềm hạnh phúc cho tương lai. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm sách tóm tắt để cùng tìm hiểu cuốn sách tuyệt vời này. Là một người đọc sách, mình không bao giờ nghĩ một bản tóm tắt có thể thay thế việc đọc cả một cuốn sách, và với cá nhân cuốn sách này cũng vậy. Vì thế nếu có điều kiện hãy đọc cả cuốn sách và mua sách để ủng hộ sách tóm tắt và tác giả. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Còn rất nhiều điều thú vị mà sách tóm tắt muốn được dành tặng cho bạn. Bạn hãy đăng ký kênh YouTube và podcast của sách tóm tắt để cập nhật những bản tóm tắt sách hay nhất. Bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách like video để chia sẻ kiến thức tuyệt vời này đến nhiều người hơn nữa. Hẹn gặp lại bạn với những bài viết tiếp theo. Chúc bạn thành công!